Nơi đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Audio Liên Minh Tổ Quốc. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9, em xin hân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Victor, model của nó là XU301. Và model này là đầu tiên về shop. Nó được sản xuất năm 1999, khá là mới và có giá xuất xưởng rất là cao, 79.800 yên. Nó tương đương với khoảng độ 16 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và giá xuất xưởng của nó còn cao hơn cả những chiếc đầu Sony D2, D3 đấy, và Piolo chả là D5 à. Và giá thì bây giờ nó rẻ hơn những chiếc đầu đó khá là nhiều. Và chiếc đầu này thì sở hữu cái xe ngang của nó là 43,5 cm, chiều cao của nó là 12,7 cm và chiều sâu của nó là 31,6 cm. Nó nặng là 6 kg. Màu sắc nó là màu vàng gold, nhìn rất đẹp và sang. Chiếc đầu này về còn khá là mới các bạn. Nó có chức năng 3 trong 1, đọc đĩa CD ở bên tay trái và nó chứa 3 khai đĩa hát liên tục. Đấy, bác nào có nhu cầu hát đĩa liên tục thì đây. Đấy, là một chiếc đầu đáng để bác lựa chọn và sưu tầm. Ngoài chức năng đọc đĩa CD ra thì nó đọc và ghi đĩa MD ở bên tay phải này. Đấy. Thêm vào đó, nó có chức năng làm DAC hay còn gọi là giải mã. Cần một đĩa mồi 20 bit qua đường cổng quang, chuyển âm thanh qua đường analog rất là tiện lợi. Và em tặng kèm đĩa MD một nước để các bác sử dụng để đĩa trắng hoặc ghi chương trình thì tùy các bác. Về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Về phần mặt tiền của em này rất là đẹp không nhé. Đấy. Mới luôn, đồng hồ quát hiển thị màu vàng, nhìn thì cảm giác hơi tối nhưng không phải quá nhé. Đấy. Cái cạnh của cái phím bấm nguồn này thì nó hơi sức nhẹ thôi. Đấy, và cái cạnh đây có cấn nhẹ một chút một vết này. Ở chiếc này về tình trạng là không có khiển kèm theo máy đâu nhá, nhưng chúng ta sử dụng toàn bộ ở trên cái mặt này của tôi. Đấy, cái cạnh này đây có sức nhẹ một chút đây. Cái lắp đưng như kiểu lắp đưng rắn si các bạn, rất là đẹp luôn. Cái sau đây có cái vết này. Đấy. Rất là mới. Đây là vết thôi. Hồi bên đây rất là mới luôn. Đấy. Đây cái vết nhẹ này. Cái phần cạnh trên của nó mới đây có xước nhẹ đây. Lắp đưng trên này đẹp rồi. Đấy. Ở phía sau của nó còn rất là mới. Model của nó là XU301, điện 100V, công suất của nó là 15W và được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Series của nó đây là 17410788. Series nó đẹp luôn. Chiếc này thì trang bị một đường đường quang vào và một đường cổng quang ra. Cổng quang ra đây một đỏ động bình thường. Đấy. Và một đường analog vào. Đấy, và một đường analog ra để các bác kết nối. Những model khác của dòng Victor này thì thường nó là chữ Nhật. Đấy, nhưng mà mẫu này thì nó dùng tiếng Anh, rất là tiện lợi để bác sử dụng nhé. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc này còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản. Rất là mới. Đây là phần đáy phía dưới. Đáy phía dưới rất là mới đó nhé. Chỉ có duy nhất đây là cái mồ hôi tay chắc bám mà bê lên xuống có vết này thôi. Nó rất là mới đấy ạ. Trước em hay về cái dòng 400 thì nó là màu đen. Nhưng mà dòng này nó màu vàng ấy, rất là đẹp và sang. Các bác trưng bày cũng đẹp, tiếng của nó rất là hay đó nhé. Đấy. Rồi và giờ đây em cũng xin test cái phần mắt đọc và chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức ạ. Cái dòng dùng cái
cái dòng đầu mà nhiều khe đĩa thì khi chúng ta bật nguồn lên sử dụng thì chúng ta phải chờ để cho nó loát đĩa xong đấy, sau đó chúng ta mới sử dụng nhé. Đấy. Em đây đĩa một là đĩa Polo đây. Đấy. Đĩa 2 em dùng mà đĩa lòng trắng nhá. Test đủ đĩa lòng bác. Và đĩa thứ ba thì em dùng đĩa lòng vàng. Đây là đĩa lòng vàng. Bởi vì là bên em làm đầu ấy là em test đủ 3 loại đĩa để các bác sử dụng như yên tâm, chứ không phải là làm ảo ảo. Rồi các bác hãy đeo tai full vào để em thưởng thức ạ. Và chiếc đầu này thì bên em bán đến mức giá là 3 triệu đồng. Đấy, đã bao gồm phí ship và tặng kèm không một dây quang dài 1,8 m để bác sử dụng, cũng như một đĩa MD một nước của Nhật. Đấy. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Đấy. Và em giới thiệu ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 23 269. Các bác ở gần thì có anh em chọn lựa mua sản phẩm, và là ở tỉnh xa thì lại trực tiếp với em qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi nhé. Mở ổ CD thì ấn nút CD, mở đi thì ấn mở đi cái nhé. Thank you.
hoạt động rất tốt, âm thanh rất hay ạ. Mà tha thiết mong manh
CD2 nhá. Bắt đọc rất là tốt. Đấy. Thì nó hiện CD2 đây, và hiện đèn báo đây. Đấy, hát ở đĩa nào thì khay nào thì nó hiện đèn báo từ khay đấy nhá. Khay số 3. Rồi, phần chạy đĩa CD rất là tốt. Và sau đây em test cái chức năng chạy đĩa MIDI nhé. MIDI đây, bấm vào MIDI. Đấy. Cho đĩa MIDI vào. Cho đĩa MIDI thì các bác nhớ là có mũi tên đấy, thì các bác đưa vào nhé. Đã nhận. Trong con tim ấm nồng
lòng muôn thuở vẫn xanh như niềm ước mơ. Thành phố hôm đó và những cơn gió mãi lênh đênh như chuyến đò. Dòng nhạc êm ái, nụ cười tươi tai đã trôi theo những cơn mộng say. Nỗi đau từ đây xa cách thôi, tình ơi đừng đến, con tim mềm yếu hãy cho em mỏi một tiếng yêu. Phần đọc đĩa MD rất là tốt. Đĩa MD thì em đã sao chép từ cái đĩa CD Kim Biến Vol 2, chất âm rất là hay các nhé. Bác nào chưa có CD Kim Biến Vol 2 thì đến giọt sầu rơi thì liên hệ trực tiếp em, giá chỉ có 150.000 thôi các nhé. Đấy. Giá không bao gồm phí ship. Và rồi thì em test cái chức năng làm DA. Đấy. Thì làm DA thì các bác lưu ý giúp em là gì? Thì cái đĩa đấy thì phải che cái chỗ này lại nhé. Đấy, và đĩa còn rung lượng thì chúng ta mới làm DA được. Đấy. Em sẽ test chức năng là DA và em sẽ ghi luôn nhé. Đĩa tổ ở đây. Và còn ấn nút Z là xong. Còn chọn đường analog này vào thì ấn nút này vào và rồi ấn nút record này. Thì trong quá trình em test thì các bác hãy để ý giúp em. Đấy. Đây, em sẽ test đem được digital, ấn nút Z này. Đấy. Tôi quên, tôi đã quên rồi em. Giang dở khi tình yêu tôi không xây trên bàn vàng. Tôi quên, tôi đã quên rồi em. Em không làm gì đưa bần lòng khi
tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa vẫn ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi xin tiếp luôn thời gian đến cuộc đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đem đôi những riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề chắc đời hay dần đời mau. Đây là đường sang đường Alok thôi nhé. Đời tôi cô đơn. Alok thì tăng giảm âm lượng đây, đúng không nhá? Đấy. Các bác chọn đường vào và sau đó ấn nút record pause này. Đấy. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dàng. Yêu ai cũng tôi chẳng nói chi. Đời tôi cô nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây. Rồi, em sẽ hướng dẫn các bác cách xóa luôn nhé. Thì xóa bằng edit này. Đấy. Rồi chọn. Đã, ấn lần nữa, ấn. Rồi, Onia xe đây. Ấn set này. Rồi, ấn edit lần nữa. Rồi. Edit là để trắng nhé. Và sau đó tiến hành ghi. Ghi thì các bác cũng chọn đường vào, chọn em để đi tổ đây, ấn nút. Đây. Tôi đã quên rồi em. Play. Không làm mưa bần lòng vì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa thắm ngọc ngà luôn bay quanh em cả. Riêng tôi duyên kiếp luôn giờ gian nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không chắc đời hay dần đời mau đổi thay. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề chắc đời hay dần đời mau đổi thay. Rồi em ghi tạm một chút thôi thì các bác phải chờ cho nó lót xong. Đấy. Như vậy là xong nhá, rồi em cho vào. Đấy. Đã nhận. Không làm gì vừa bần lòng vì kẻ trắng tay. Ngày mai hoa thắm ngọc ngà luôn bay quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi duyên kiếp luôn. Rồi chạy hoàn hảo các bác nhá. Đấy, và giá của chiếc đồ này thì bên em bán với mức giá là 3 triệu đồng. Em tặng kèm một đĩa MD, một nước để bác làm đĩa mồi, một dây quang rồi 1.8 để bác sử dụng.
số điện thoại là 0723 2369 ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.